trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ. Sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Lớp học nhà tranh vách đất
tại xóm 8 Đào Bảo. Hát trực tiếp. Chúng ta, những đứa trẻ thơ ấy, trong mỏ áo lâu, chân đất, mũ rơm, chia tay nhau, xa thầy đây, xa bạn bè. Thời gian tôi đi, đến hôm nay, đã hơn 54 năm rồi. Trong lớp tôi, trong lớp bắt ta, đầu, ta, bắt đầu. Tôi là những người xa quê lâu nhất. Riêng Hằng xa qua quê hương 54 năm, còn tôi xa quê hương 52 năm. Trước tiên xin trân trọng thay mặt bạn Hằng và tôi xin được tạ lỗi với cô Thu và gia đình thầy thầy, cáo lỗi với các bạn và xin phép là người tình nguyện viên dẫn chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng về phía xin trân trọng giới thiệu cô Thu đã dạy chúng ta năm lớp 5 và lớp 6 trường Hoa Bình Minh. Xin mời cô Thu đứng lên. Xin trân trọng giới thiệu là anh Thèm Thèm chủ nhiệm chúng ta lớp 7 thì thầy đã mất rồi, thì hôm nay có người là cháu con trai của anh Thèm là giáo viên, thì cháu đại diện thay cho bố đại cháu nên cháu ở đây cũng là giáo viên. Về phía các mời thì trong cái đợt này giao lưu với chúng ta thì chúng có một số bạn học cấp ba ở Quế Châu rất gần đây, thì có những mà tận thành phố Hồ Chí Minh, có bạn ở Hà Nội thì rất thân lại học lớp 4 như Bình đây, có một số bạn học lớp tôi thì xin trân trọng giới thiệu là anh Mì là trưởng hội 10C trường cấp ba Quế Châu cũng về đây người nhân quý. Người thứ hai là bạn cựu học sinh trường cấp ba Quế Châu lớp 10A tức là lớp Hoàng Hùng, lớp 4 và lớp Bình là tổng giáo viên, phó tổng biên tập báo Nông Thôn ngày nay cũng được dự về dự giao lưu chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu là có anh Đàm Quang Thái thì cùng học lớp với tôi năm lớp 9 lớp 10. Nghe anh hiện nay đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, thì nhà văn thuộc tạp chí Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại tá về hưu, thì nhân dịp cái ra cái đợt nước này chúng tôi mời về đây. Mì rồi. À, xin giới thiệu là anh Nguyễn Đức Hô cũng là học lớp 10C với tôi, là cùng đi bộ đội ở chiến trường với tôi, cùng đơn vị chiến đấu. Thì anh ấy là hôm nay là phóng viên và sẽ ghi lại những hình ảnh của chúng ta gặp ngày hôm nay, cũng đều là đồng đảo nên nhờ nhau giúp đỡ. Thế về phía các bạn hôm nay thì danh sách đầu tiên anh Bốn đưa cho tôi thì xin trân trọng giới thiệu là anh Hoàng Hữu Hùng, nhưng mà anh đã mất rồi cách đây 20 năm, chắc Hằng cũng có nhớ không, và có một tấm ảnh mình có gửi Hằng ngày xưa qua Zalo là có hai người, thì trong đó có một bạn tên là Hoàng Hữu Hùng, thì bạn ấy gia đình ở Hà Nội nhưng cũng mất cách đây 20 năm rồi, người cùng đi vào chiến trường với mình, và hình như là có một lần mình đi sau nó về miền Nam năm 75 thì mình với Hoàng Hùng có đến Trần Xuân Soạn có thăm bạn ở nhà bạn đấy là Hoàng Hữu Hùng, nhưng mà hôm nay cũng giới thiệu ở đây. Thì xin giới thiệu là trưởng lớp của chúng ta là anh Nguyễn Văn Bốn là trưởng lớp, xin anh đi lên ạ. Thế bạn Đỗ Văn Sĩ, xin mời anh Sĩ. Thì hiện nay là rất là đại diện quê hương, và xin mời Đoàn Văn Dân để hàng dễ nhận ra cái nói chuyện rồi thì đứng lên chút. Anh Đoàn Văn Dân trước là sinh giỏi của lớp ta, anh đi thiệp sinh giỏi như hàng 14. Thứ hai là anh Đoàn Văn Đức thì hiện nay là doanh nhân doanh nghiệp ở tại quê, và bạn Phạm Thị Bích hiện nay cũng là doanh nhân doanh nghiệp ở quê hương. Còn Lê Thị Lý thì cũng phải được báo nhận. Rồi rồi. Bạn Hoàng Vĩnh Thắng, đây tức là cán bộ xây dựng phong trào địa phương, là công an xã của địa phương. Bạn Hoàng Thị Xuyến hôm nay đầu lắm này có gặp không? Không.
bạn Nguyễn Văn Học đấy, cùng lớp chúng ta hiện nay cũng cùng bạn Phạm Văn Phạm Thị Phòng đây, xin mời bạn đứng lên. Không mà. Rồi bạn Nguyễn Thanh Bình cũng là nhà thơ, sau bây giờ là nhà thơ học đại học công nghiệp để làm chúng bây giờ gọi là Tú Bình, bây giờ là nhà thơ. Tú Bình có phải Tú Mỡ? Còn tặng giới thiệu sau này. Khơi khơi nhi. Và đây Nguyễn Thanh Bình, bạn Lê hàng sau, bạn Lê Trung Hưng, không có đi đâu. Rồi bạn Nguyễn Thị Khơi hàng chị Mãi, rồi suốt và bạn Nguyễn Thanh Tết chưa tới thì sau. Thế thì xin cái người mà về phải sau cùng này đi sớm nhất, xa quê lâu nhất thì là ưu tiên sau. Bạn Nguyễn Tùng Hằng và tôi cũng biết bạn là có mấy tiếng đồng hồ thôi. Thế thì xin làm những cho bạn mình được ký xin gửi của giám đốc mình. Thì kính thưa cô và các bạn, những phần tiếp theo thì bây giờ thì thời gian cho nên là không phải là buổi họ, mà đây là buổi gặp mặt giao lưu, nên là dành ưu tiên cho mỗi người để trao đổi tâm nguyện vọng tình cảm khoảng 5-10 phút. Thế nhưng mà cá nhân thì ta dùng từ 2-5 phút, riêng bạn Hằng thì có thể ưu tiên là 5 phút, vì bây giờ nhiều người cũng chưa hiểu là bạn đang làm gì, thời gian mất đâu. Còn các bạn khác thì giới thiệu ngắn tắt, ví dụ như bạn Vũ cũng phải câu thơ tặng bạn bà nhà báo thì có chị Minh Quang cũng dạy, nhưng mà ưu tiên là anh muốn trước rồi muốn cứ quay đi rồi thế này. Kính thưa cô Giang Lệ Thu, kính thưa toàn thể các bạn là học cấp 3, các bạn học lớp 7 từ Bình Minh. Thế là rất vinh dự hôm nay được anh Hùng là đứng ra khích lệ cho phong trào tổ chức một cuộc gặp mặt một nhóm học sinh của lớp 7A. Thế thì tôi cũng bàn với anh Hùng là tổ chức thế nào gọn nhẹ mà đầy chữ ý. Thì trong cái buổi họp hôm nay tôi rất là phấn khởi, vinh dự được cô Thu đến dự chúng ta, cháu học của anh con của thầy đây cũng đến dự chúng ta, và bạn bạn là làm con Thái, bạn phải nghỉ là bớt chút thời gian là cũng ở đây gặp mặt. Và trong dự kiến tôi có cả anh Nguyễn Xuân Dương, như anh Dương thì công tác cho nên không đến dự được. Thế để xin chương trình thì chúng tôi có cuộc giao lưu đơn giản là như thế này. Gặp mặt anh Hùng đã giới thiệu từng nhân vật một, thì bây giờ chúng tôi cũng xin phép là tất cả chúng ta đã hơn nửa thế kỷ thì bây giờ mới gặp lại. Vì vậy chúng ta hãy nói sơ lược về bản thân mình, gia đình mình, tóm tắt gọn nhẹ để làm sao mọi người hiểu thêm về từng cá nhân là những người bạn của chúng ta. Trước hết là tôi xin trình bày về gia đình cá nhân tôi. Tôi là Nguyễn Văn Bốn ở Thiết Trung và đã học cùng với các bạn. Trong quá trình học tập thì tôi rất may mắn là sau khi học phổ thông xong, tôi đi đại học và học ở trường Đại học Sư phạm khoa Toán, về công tác ở Hải Dương, sau đó về quê với tác. Gia đình tôi có vợ và ba con. Hiện nay các con tôi đã trưởng thành, có công ăn việc làm ở đây, và mỗi cháu đều ở một cái vị trí khác nhau, các cháu ở Hà Nội và Hải Dương. Thế còn là gia đình tôi thì có cũng cái việc may của tôi năm bệnh nặng qua đời cách đây gần một năm, cho nên cũng chia sẻ với tất cả các cô giáo các bạn để làm sao cũng thấu hiểu được tấm lòng của từng người. Và xin cảm ơn cô và các bạn đã chú ý lắng nghe, xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo xin mời bạn Dân sẽ nói sơ lược về bản thân mình. Em muốn kính thưa
cô giáo Thu cùng tất cả các bạn. Tôi là Đoàn Minh Dân. Khi học xong tôi về nhà công tác ở nông thôn, sau là qua thằng A Cha, qua thằng A Cha ông cháu, bốn cháu trai và hai cháu gái. Tôi đã có một cát vợ chồng tôi thì coi là bây giờ làm ăn sinh hoạt các cháu nó cũng làm ăn bình thường, công việc ổn định đầy đủ. Tôi như thế là xin mời bạn Hữu. Kính thưa cô Thu, thưa tất cả các bạn, mặc dù là chúng ta đầu cái thứ nhất rồi, nhưng mà cái thuở ấu thơ của chúng ta ấy thì đã là một cái thời gian rất là đẹp. Thế vì vậy là tôi rất muốn giữ lưu giữ cái khoảng thời gian đó. Vì vậy tôi xin phép được gọi các bạn là bạn đấy. Phải gọi ông hỗn hoài đúng, nhưng mà xin phép của họ như thế. Thì tôi xin giới thiệu sơ qua là tôi là Nguyễn Thị Nhũ và bút danh là Kim Nhũ. Thế thì tôi quê tôi ở Dạ Trạch, ở Dạ Trạch ở làm Đức Nhuận. Thế thì tôi học cấp 3 sau xong thì tôi có đi học sư phạm, thế ra dạy học 20 năm và sau đó thì học đại học báo chí và đã chuyển sang công tác ở ngành báo chí và cũng đã được tu học tại Thụy Điển một thời gian rồi về nước thì đã làm việc ở trong ngành báo chí cho đến lúc nghỉ hưu. Xin được đọc một cái bài thơ mà tôi xin giới thiệu rất ngắn gọn để tôi có một cái để đọc một cái bài thơ của tôi đang đã xa rồi. Một thuở dấu yêu ơi, sao cứ tưởng như vừa hôm qua vậy. Lớp mái tranh bên con mương nhỏ ấy, lũ chúng mình sơ tán tránh bom rơi. Ôi nhớ quá một thời của chúng tôi, mỗi ngày qua lớp vắng thêm một chỗ. Các bạn đi phải đi bộ đội. Mỗi ngày qua lớp vắng thêm một chỗ, tên bạn mình dù không còn ở tổ nhưng vẫn hằn trong nỗi nhớ lớp ta. Chẳng ai nhắc tên người đã đi xa, nhưng đâu quên chỗ ngồi thân quen ấy, cái gương mặt cùng những trò nghịch quậy vẫn song hành bên mỗi phút điểm danh. Thư viết vội bằng nét bút mực xanh, chờ mình nhé vẫn còn nguyên trong cặp bóng người xưa ở nơi nào xa khắp. Sao không về lớp cũ cạnh bờ mưa. Xin hết. Vâng, rất là cảm ơn bạn Nhũ đã có cảm xúc bằng cái lời thơ mà cái tập thời dấu yêu là được xuất bản và chúng tôi cũng đã được nhận cách đây thế mà. Chúng tôi rất là cảm ơn bạn Hữu đã nói lên cái cảm xúc của tuổi học trò bắt đông và bên cái lòng hương và vẫn nhớ cái dạng của sự. Cảm ơn bạn tiếp theo tương tự hẳn Quang Thái. Tôi cảm thấy rất vui khi được anh và người có hỏi ý đến đây để giao lưu với anh chị em cùng học cấp 2. Thì thật ra trong lòng ấy thì rất vui nhưng mà cũng có cái cảm thân của chúng ta cùng cái thế và cùng đi qua một chiến tranh. Đối với tôi thì cũng như anh Bài Hùng, tôi có cái may mắn hơn anh Bài Hùng là tôi nhập ngũ trước anh Bài Hùng. Ngày 18 tháng 5 trước khi thi tốt nghiệp thì tôi đã lên đường đơn vị thành công. Thì trong quá trình đó huấn luyện ngoài Bắc 3 năm thì tôi vào chiến trường trung tâm và cho đến khi giải phóng thì tôi đi thi Bách Khoa Việt Trung, Trường Bách Khoa Đà Nẵng. Học xong thì vẫn cuộc công tác quân đội
và đến 1993 thì được đi học ở trung tâm cấp cao, bây giờ là quốc phòng công tác trong quân đội cho đến khi nghỉ hưu. Kính thưa cô giáo, cô, kính thưa các bạn,
xin giới thiệu là tôi là Phạm Thị Bích, sinh năm 52, và công việc của tôi bây giờ là về nghỉ ăn dưỡng. Bình thường toàn bạn bè. Tôi thì gia đình của tôi là có 4 cháu ở hiện tại, 3 nữ 1 nam, và có 9 cháu cùng 1 chắc. Ông xã nhà tôi thì cũng làm nghề giao thông vận tải đường sông và cũng đã về hưu. Nghề nghiệp của tôi là buôn hàng thuốc bắc, thuốc nào thuốc bắc đấy. Rất vinh dự là hôm nay được gặp lại cô Thu và tất cả các anh các chị cùng các bạn cùng học ngày xưa, và khi không có phấn khởi được gặp mặt anh các chị và các bạn. Tôi là lời cuối cùng không biết nói gì thì xin chúc sức khỏe cô cùng các anh các chị và các bạn có sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Trước tiên cháu xin gửi lời cảm ơn các cô các chú cùng gọi bà Thu, khách được gọi bà Thu, và vì bà Thu là cùng công tác và với mẹ gọi cháu đó, và khách được gọi các cô các chú. Kính thưa các cô các chú, hôm nay thì cũng rất vinh dự và rất mừng cô các chú mời về đây dự buổi học lớp của các cô chú. Nhân xin gửi lời kính chúc sức khỏe các cô các chú, và chúng cháu xin giới thiệu cháu là Nguyễn Ngọc Anh, là con trai bố Văn Thềm. Hiện nay gia đình cháu thì bố mẹ cháu sinh được 5 người con, cháu là con trai duy nhất trong gia đình. Thì anh chị em cháu cũng đã xây dựng gia đình và các con các cháu đầy đủ. Riêng cháu hiện nay cháu đang công tác tại trường trung học phổ thông Trần Quốc Khải, nay thuộc xã Tạ Trạch, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên, và cũng là nơi mà các cô các chú cũng đã từng học hoặc là cũng đã công tác ở địa bàn đó. Cháu được là 2 cậu con trai, một con trai lớn cháu là học năm nay năm thứ 6 của học viện quân y, và một cậu con trai thứ hai của cháu học năm thứ 2 của đại học FPT. Thì chung là các cháu được ăn và chịu khó học hành. Thì và gia đình cháu thì hiện nay thì đang đứng tại Thiết Trụ của Minh Khái Châu Hưng Yên. Thì trước khi mời cháu một lần nữa xin cảm ơn các cô các chú và cảm ơn bà Thu Vu và người ta xin hết đấy. Xin cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Anh là thay mặt cho thầy chủ nhiệm Nguyễn Văn Thềm là đến chia sẻ cái hoàn cảnh gia đình của cháu anh. Thế tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu là bạn Tú Bình. Hôm nay kính thưa lời cô giáo Thu, mời người cũng như chào tất cả người các bạn khi này ngay cái chuyện cái thời chúng ta cùng học lớp trong những cái năm rồi có công là gian khổ rồi, thay cho lời những lời chúc tụng những lời này tâm sự với nhau thì tôi xin đọc một cái bài thơ rồi nói về tình cảm rồi bạn bè rồi những người đồng vui với nhau. Rồi tôi đã viết một cái bài là mình vẫn còn có nhau, có để trong lòng lòng gì có cái đang có chúng con nghe. Mình vẫn còn có nhau dấu thời gian qua mong sự việc tô mái tóc mà tình cảm thâm sâu. Mình vẫn còn có nhau một thời chung đẹp sắc vô tư và tinh nghịch dấu mãi ở mai sau. Nhiều năm sau thỏa bát đủ sao xuyên ngực yêu thương chiều bến ngực neo và rực
hết. Thì tôi thì lại xa quê hương 52 năm. Thế thì sau khi học năm 1968 thì sau khi mà chia tay các bạn ạ, thì do thành phần tôi là Trung Đông cho nên là không vào được cấp 3 phải nhau. Thế bố tôi Hà Nội thì lại xin về trường phổ thông công nghiệp Hà Nội học, thì lại sơ tán ở tiếp bên Thường Tín. Thế thì đến năm lớp 9 thì thầy thèm nên là mới xin cho về học ở Khoa Châu 2 năm. Thì sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong thì là gọi đi bộ đội và chuyển trường ngay. Sau khi chuyển trường thì tôi và Hoàng Hùng thì cùng được cử đi học sĩ quan năm 1975. Thế đến sau khi học sĩ quan xong thì tôi ở đại học giáo viên. Thì tất cả hỏi, là học trong quân đội năm hỏi đó. Hỏi mạng đây là Giang ai? Xong rồi tôi trường về thành phố Hồ Chí Minh là đại học đó. Từ đó thì lúc đó thì tôi lại xin hỏi mạng ở đây vợ ở ngoài Bắc và người ngoài trong Nam. Thế do vậy mà là tôi thì xin chuyển ngành, thì tôi chuyển về cái sĩ nghiệp Điện Biên Nông Sản Thực phẩm Vĩnh Phúc, và sau này cái sĩ nghiệp tôi chưa làm xuất khẩu. Về công tác ở cái đơn vị chuyên tổ chức sự kiện, nó gồm có là tổ chức sự kiện và quảng cáo. Thế sau một thời gian sau trong nhà nước cũng cho cổ phần hóa, thì tôi xin ra thành lập một công ty riêng. Thế cũng làm cho đến bây giờ cũng là 2-3 năm làm công tác sự kiện. Thế mấy năm vừa rồi thì cũng đi đây làm. Thế còn 2 năm nay thì mới giao cho cháu nó làm. Thì mới có thời gian hơn thì mới về quê. Như trước thì cũng có thời gian là đi Trung Quốc xong mình ghé qua nhà quê mấy tiếng rồi đi luôn. Thế rồi vậy mà thôi thì mong các bạn hết sức thông cảm. Mặc dù là quê hương ở đây nhưng tình cảm về thì cũng không gặp hết các bạn. Nhưng dịp này thì cho tôi cũng xin được phép và tạo ứng với các bạn có những khi gặp các bạn thì các bạn cũng nhận ra hàng đại diện cho cả mình nữa nên tặng quà cũng có giúp. Thì thôi có chút ít tình cảm gửi gắm tạ ơn cô vào đấy ạ. Thì rằng ngày mai thì chúng em phải đến thăng cô lâu lắm rồi. Thì bây giờ em với Hùng là có quà để gọi là tặng cho cô. Thì báo các bạn mà tôi cũng muốn quà cho các bạn, quà cho anh bạn thân anh Hưng Yên là tổng giám đốc tập đoàn Mai Hưng Yên, phó tổng giám đốc Việt Nam. Thôi thì để mua nha, anh không lấy tiền bây giờ thôi thì để tôi gửi tặng, cứ nói các bạn là tôi gửi tặng năm nay hôm nay anh về đây. Nhưng mà này hôm qua là đột nhiên anh có một cái cuộc gọi về đi âm tang ở Thanh Hóa thì không phải được, thì anh có gửi có tặng với bạn một cái áo của chính công ty sản xuất, cho nên là gửi tặng này các bạn thì làm kỷ niệm, tôi cũng là tình cảm anh ấy. Thì thôi thì đấy, chụp hình để lưu. Báo cáo anh chị là tuy vậy tất cả hình ảnh nó cũng ra ngoài sẽ được lưu lại, và sau này sẽ tôi sẽ gửi cho mọi người một đoạn băng video ngày hôm nay. Ông đi nhà tôi quá rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 25 độ cũng nhẹ nhẹ vừa.
cái rượu đấy là nặng đấy. Chiều nay không có nhà. Không không. Bà mới đòi trắng cốc còn đi kiểu. Làm sao mới sợ cái gì mà lại người ta làm sinh nhật. Người ta mua cốc rồi ta mới mang cái đây. Yên tâm chuyện vào hết mới hết. Không được. Đây bà này. Bà này. Mấy năm sau. Xin chú bác, khi được môi hồng mắt vẫn chưa. Đây đơn giá lắm. Vâng, vâng, vâng. Đây, bây giờ cái đồ. Đây, bây giờ cái đồ. Đây, bây giờ cái đồ. Có 5 giả, 4 năm giả. Vừa, vừa. Đây này nam giới tôi còn đang bị sốt đây này. Ông cái bài chưa đi mở cơ không hiểu bài này chưa là tôi còn đang sốt đây. Sốt cái này là cái chỉ một ông này cái bài là bài kép. Đây là coi là đi coi là chỗ này là chỗ thực. Mới đang nhớ cái chỗ này là chỗ thực thì mới thế, còn cái chỗ hư nữa. Nhân dịp này cảm ơn các bạn ở trường cấp 3 Khói Châu rất là chân tình có mặt ngày hôm nay. Cảm ơn anh dân xin chúc anh học. Không biết là không nhận ra đâu ở đâu.